Xin chào mọi người, lâu quá mới gặp lại mọi người và tôi là A đây. À quên, tuần nào mà chả gặp. Thế thì đây sẽ là season 2 của Mod Bichor 100. Tập 1. Tại một vùng quê xa xôi, thầy Regan và Mod lại tiếp tục nhiệm vụ trừ tà của họ. Người nông dân kể rằng có một thứ gì đó liên tục phá hoại mùa màng của ông suốt nhiều năm liền. Qua kiểm tra, thầy thấy phát hiện ra đất và phân bón đều bình thường. Thì bất ngờ hình nhân gần đó hiện nguyên hình là một ác linh. Mod chỉ vung nhẹ tay một cái liền tiêu diệt được nó, nhưng mà tên ác linh thật sự vẫn chưa chết. Nó nhập vào thân cây phía dưới trồi lên khống chế hai người họ. Với sức mạnh của bản thân, Mod liền chiếm quyền điều khiển cái cây từ tên ác linh. Hình dáng thật sự của nó lập tức hiện ra rất hùng hổ, nhưng mà khi ăn một đấm từ sức mạnh hủy diệt của Mod thì đã cũng đành chịu chết. Ông thầy Regan được trả lương hậu hĩnh, nào là phân bón và hạt giống. Vì người nông dân đã bị phá mấy mùa vụ rồi, làm gì có tiền đâu mà đưa. Mod cũng nhận được thù lao của mình bằng hiện vật, đó là một túi hạt giống bông cải. Cô bạn Mezzato được Mod cứu lần trước đứng ra lập nguyên một cái giáo phái tên là Nhà Ngoại Cảm Đầu Nấm. Cô ấy vẫn giữ bí mật của Mod và sẽ đưa cậu ấy trở thành người sáng lập tối cao với rất nhiều tín đồ. Nhưng mà cái thằng đầu nắm ngáo ngơ này vậy mà lãnh đạo được ai đâu. Chủ tịch hội học sinh Komuro cũng đứng ra thừa nhận tất cả việc làm sai trái của bản thân trước đó. Cậu ấy sẽ rời khỏi chiếc ghế chủ tịch học sinh ngay sau bài phát biểu. Nghe đến đó, Mezzato lập tức tìm đến Mod để có thể đưa cậu ấy lên chiếc ghế quyền lực này. Cô ấy dùng kế hoạch lấy The Soul Movie Rush của Mod ra dụ dỗ nên là cậu liền chấp nhận. Đối vì yêu mà giải khờ ghê không? Sau bao thời gian rèn luyện vất vả, cuối cùng Mod đã trở thành một trong 4 ứng cử viên của chiếc ghế chủ tịch. Ai mà dè ổng lên đứng 5 phút đồng hồ chỉ há miệng chờ ra đó chứ có nói được gì đâu. Đó, cứ ngơ ra như vậy coi tức không? Khi đến tủ đồ, Mod nhận một lá thư tỏ tình của cô bạn tên là Amy. Kể từ ngày đó, Mod cảm thấy yêu đời hơn khi ở bên cô gái này, dù rằng ổng vẫn rớt cái bà The Soul Movie. Ăn cơm cũng ăn nhiều hơn hẳn mọi lần, và cho đến một ngày Amy đã hẹn hò Mod ra bãi cỏ. Cô ấy nói với Mod tất cả những chuyện vừa qua chỉ là trò cá cược của cô và đám bạn. Đó, làm cho thằng nhỏ thương nhớ rồi bỏ. Vậy mà nói yêu người ta, vậy là xem người ta là trò đùa rồi. Viewer AL đừng có giống vậy nghe. Cô bạn gái mới quen một tuần này bỏ anh chàng đầu nắm ngồi thơ thẩn với những kỷ niệm tươi đẹp vừa qua. Sau đó đám bạn của Amy trêu đùa cô và xé đi cuốn tiểu thuyết tâm huyết của cô ấy ra nhiều mảnh nhỏ. Mod đi đến ngồi nhặt lại từng mẫu giấy một cách đầy trân trọng. Amy liền cảm động trước hành động của cậu bạn này, liền đến giúp cậu. Khi nhặt gần xong thì một cơn gió nổi lên cuốn đi tất cả, nhưng mà Mod lập tức dùng sức mạnh linh lực của bản thân đã ráp cuốn tiểu thuyết trao lại cho Amy. Điều này khiến cô ấy rất hạnh phúc. Tập 2. Do ế khách trầm trọng trong nhiều ngày nên là thầy Regan quyết định cùng Mod giải mã các vụ án về truyền thuyết đô thị. Đó là những tin đồn về chuyện tâm linh ở một địa phương nào đó như chó mặt người. Ngoài ra còn máy da và vân vân và máy mây. Như kế hoạch, thầy Regan và Mod đi đến một đô thị gần đó và lập đèn tư vấn tâm linh bên lề đường. Hình như cái bảng có vẻ hơi sai sai á. Được một lúc thì người đàn ông bụng bự tự xưng là nhà ngoại cảm tên là Shinra bước đến đuổi hai người họ. Ông thầy của Mod cũng đâu phải dừng vừa, cãi lại cho bằng được. Mọi chuyện dừng lại khi một khách hàng đi đến yêu cầu họ xóa tan đi những truyền thuyết đô thị khiến người dân bất an tại thị trấn này. Thầy Regan và nhà ngoại cảm Shinra chia nhau ra để điều tra. Mod gọi má lúm theo sau bảo vệ ông ấy vì cậu thấy được thị trấn này có điều gì đó vô cùng kỳ lạ đang diễn ra. Nhà ngoại cảm Shinra tức tốc truy đuổi theo tên áo mưa đỏ vào khu rừng, nhưng hắn dùng chích điện tấn công khiến ông ngoại cảm bụng bự ngất đi một nốc nhạc. Thực chất hắn chỉ là con người lợi dụng áo mưa để tung tin khiến cho dân chúng khiếp sợ thôi chứ chả có năng lực gì cả. Đột nhiên Amaya xuất hiện tung đòn tấn công và lôi tên áo mưa đỏ xuống dòng sông. Đúng lúc đó thì ông Shinra tỉnh lại dùng khóa linh khống chế ả ta, nhưng mà sức mạnh của con Maya áp đảo hoàn toàn. Nó ném ông ấy xuống nước khiến cho má lúm phải lập tức nhập hồn cứu thoát ông ấy trong gang tấc. Nhận thấy những đòn tấn công với sức mạnh vượt trội nên là má lúm quyết định gọi tiếp viện đến. Anh ta lúc này nổi giận hơn nữa, dùng cánh tay lao đến tấn công liên tục khiến thân thể của ông Shinra bị thương. Ngay khi mũi kiếm chí mạng của con Maya đâm đến má lúm thì Mod xuất hiện hất phăng nó ra. Thầy Regan tính chụp hình lại để làm bằng chứng nhưng mà điện thoại không thể thấy được. Anh ta lợi dụng sự lơ là và liền lao nhanh xuống nước tẩu thoát. Thông qua phân tích từ Shinra, thầy Regan biết được con Maya này tận dụng sự sợ hãi của truyền thuyết đô thị để làm thức ăn khiến nó ngày một mạnh hơn. Ngay lúc định rút lui thì mọi người liền bị sức mạnh của ả ta khống chế. Mod lại đứng ra tấn công thẳng vào người của ả Maya. Vì thằng đầu nắm này trước giờ nó có sợ thứ gì đâu, bà má cái con Maya này thì tủ gì. Tiếp đó, họ sẽ phải tìm ra bà lão tia chớp. Khi đến đường hầm thì bà ấy xuất hiện. Mod cố gắng dùng linh lực để tấn công nhưng mà cậu nhận ra bà ấy quá mạnh. Thằng đầu nắm mà nói mạnh thì sẽ có chạy là tượng sách. Ai mà ngờ bà chỉ là một bà già chạy bộ mà thôi. Mod bị bà ấy hất ngã khóc sầm vì cậu tập chạy mỗi ngày mà lại thua một bà già. Đúng là thảm hại mà. Tập 3. Từ khi tạo được trang web để quảng bá dịch vụ tư vấn tâm linh thì thầy Regan đã có rất nhiều khách hàng đến tìm kiếm.
Ví dụ như là người đàn ông này đây yêu cầu nguyền rủa kẻ thù của mình, nhưng lý do ngớ ngẩn ấy bị thầy từ chối ngay lập tức. Sau khi bị khách hàng hâm đập cho một trận thì thầy Ragan đã vẽ chữ nguyền rủa vào tờ giấy để đưa ông ta, một trò lừa đảo để đuổi ông ấy ra khỏi đây. Tiếp đó là một nhóm sinh viên muốn được chụp ảnh lưu niệm tại nhà ma, dù rất muốn từ chối nhưng mà thầy Ragan cuối cùng vẫn quyết định đi theo họ vì miếng cơm manh áo. Sau 30 phút trên xe thì cả nhóm đến một căn nhà cũ kỹ ghê rợn. Họ được thầy chụp cho vài tấm hình, đến khi nhắc đến tiền thù lao thì chúng đã phản ứng gay gắt vì chẳng có công ma nào cả, đã không trả tiền còn bỏ lại hai thầy trò đi bộ về mới đâu ấy chứ. Nhưng đến sáng hôm sau, đám sinh viên lại tìm đến vì họ đã thấy được một linh hồn bên trong bức ảnh. Bất đắc dĩ, thầy Ragan cùng Mod lại phải lên đường một chuyến làm nhiệm vụ. Khi đến nơi, Mod thấy được ba linh hồn của một gia đình đang ở đó. Thầy liền ra lệnh cậu tiêu diệt những linh hồn này khi khách hàng đang hoảng sợ. Sau lúc Mod định ra tay thì cậu nghe được những lời cầu xin từ họ và biết trước được giờ họ chưa từng làm hại ai cả. Nghe đến đây, cậu liền từ chối tiêu diệt ba linh hồn trước mắt nhưng mà khách hàng liên tục hối thúc khiến cho thầy Ragan sốt ruột ra lệnh cho Mod. Nhưng khi cậu ấy thấy linh hồn của người cha quỳ xuống cúi đầu thì Mod dần mất kiểm soát, cậu muốn bảo vệ gia đình khỏi âm trước mặt nên là sẽ tấn công khách hàng của thầy Ragan. Thầy ấy biết yêu cầu của bản thân vượt quá giới hạn của học trò, vì đối với cậu bé này thì dù con người hay không phải là con người, cậu ấy vẫn có lòng thương cảm với họ. Sau cùng thầy cũng trừ tà qua la cho khách hàng và cùng Mod rời đi trước sự hạnh phúc của những linh hồn. Tập 4. Thầy Ragan nhận được một nhiệm vụ từ một người khách hàng giàu có. Khi đến biệt thự của ông ấy có rất nhiều những nhà ngoại cảm khác có mặt tại đó. Trong số đó có cả ông Zoro, chủ tịch liên minh tâm linh mặt trời. Khách hàng lần này là một giám đốc của một công ty đầu tư vô cùng giàu có. Khi bức màn được vén lên, ông ấy rất hy vọng rằng những nhà ngoại cảm có mặt tại đây sẽ giúp được con gái của mình. Có một ác linh hùng mạnh bên trong cơ thể của cô bé. Nếu ai tiêu diệt được thứ trong cơ thể của cô con gái yêu quý này thì ông ấy sẽ đưa cho một số tiền mặt cực lớn để thay lời cảm ơn. Ragan nghe vậy liền tiến lên nhận nhiệm vụ và hứa sẽ trao thêm tiền thưởng cho Mod. Lần đầu tiên thằng nhỏ được tiền thưởng nên là khoái vô cùng. Nhưng do những nhà ngoại cảm có mặt rất đông nên họ sẽ quyết định thứ tự bằng việc oánh tù xì. Vì trước mấy cái trò đơn giản này thì thầy Ragan là số 2 thì không ai số 1. Thầy ấy giành được lượt đầu tiên bước vào căn phòng. Trong lúc trò chuyện, cô bé luôn chối và cho rằng cha cô chính là người bị ác linh khống chế. Nghe đến đây thì tất cả những nhà ngoại cảm đều cho rằng ông giám đốc chính là người cần được trừ tà. Nhưng chỉ mỗi thầy Ragan là nhận thấy được cô bé liên tục thay đổi cách gọi bố mình. Khi bị phát hiện ngay lập tức, ác linh bên trong cô bé liền tấn công tạo một dư chấn khiến những mảnh gương văng khắp nơi. Những nhà ngoại cảm khác thì dùng đủ trò để trục xuất nó, chỉ riêng Ragan là bình tĩnh vì thầy đã nghe được má lấm kể về sự tích của một nhà ngoại cảm tối thượng tên là Mogami Kenji. 40 năm trước, ông ấy đã rất nổi tiếng nhưng mà đến khi mẹ ông bị mắc bệnh nặng nên là Mogami đã ra tay giết người để kiếm tiền chữa trị. Trong một lần ông đụng độ với má lấm, ông ấy đã hút linh lực của ác linh nhằm biến bản thân trở thành một ác linh hùng mạnh nhất. Quay lại hiện tại, những nhà ngoại cảm ra sức chống cự nhưng mà đã bị hắn ta tẩn trong một trận như tử. Ragan cũng không ngoại lệ khi mà bị hắn khống chế. Ngay lúc đó, ông giám đốc liền lao đến ôm con gái mình vào lòng nhưng mà tên ác linh đã nhẫn tâm ra tay tấn công ông ấy. Tiếp đó là các đoàn tấn công thẳng vào những nhà ngoại cảm yếu ớt khiến cho Mob buộc phải ra tay ngăn chặn. Cậu tung hết sức mạnh nhưng mà hắn vẫn không hề bị thương. Mob quyết định là sẽ xâm nhập vào cơ thể của cô bé để chiến đấu với tên Mogami. Melum sẽ bảo vệ cơ thể cậu an toàn trước những đòn tấn công từ hắn. Sau cùng, Mod thành công tiến vào bên trong cơ thể ấy. Tại đó, Mogami dùng sức mạnh của mình tấn công nhưng mà Mod dễ dàng tung đòn khiến cơ thể của ông ta tách ra thành nhiều mảnh. Tưởng chừng như là anh chàng đầu nắm đã chiến thắng thì bản thể của Mogami tấn công phía sau khiến Mod gục xuống. Ông ấy liền thay đổi ký ức của Mod khiến cậu quên đi linh lực của bản thân. Tập 5. Bên trong thế giới do Mogami tạo ra, Mod chỉ là một người thảm hại. Cậu thường xuyên bị bạn bè khinh thường và bắt nạt. Trong thế giới ấy, bé gái con của vị giám đốc là một người chuyên bắt nạt các bạn học để tạo ra niềm vui cho bản thân. Ở thế giới thật bên ngoài, Melum vô cùng lo lắng khi mà đã hơn 30 phút trôi qua nhưng mà Mod vẫn chưa quay lại. Ragan lại rất tin tưởng vào khả năng của học trò nên vẫn quyết tâm ở lại. Ngay lúc này đây, bên thế giới song song của Mogami, bản thân Mod đang vướng phải những suy nghĩ tiêu cực. Cậu biết được Mogami từ sau cái chết của mẹ mình đã khiến ông thay đổi hoàn toàn. Ông ấy sẵn sàng giết chết bất cứ ai đem đến bất hạnh cho người khác và cô bé 14 tuổi này cũng không ngoại lệ. Cô ấy ức hiếp Mod vô cùng tạm tệ và xem như là một trò tiêu khiển cho đến khi Mod mất kiểm soát bản thân dùng linh lực tấn công những kẻ đã chà đạp cậu. Phía ngoài, Mơ Lấm đang cố gắng để tiến vào bên trong linh hồn của cô bé nhằm cứu Mod quay lại. Dưới sự trợ giúp của thủ lĩnh mặt sẹo ở chi bộ số 7, Marshall, ông đã thành công tiến vào bên trong. Từ đó, Mod tha lỗi cho cô ấy, nhưng một tên khác tấn công từ phía sau khiến cậu tức giận đến tột cùng. Những lời nói như là châm dầu vào lửa của Mogami khiến cậu định ra tay giết chết hắn, nhưng mà Mã Lấm xuất hiện kịp thời đấm thẳng vào mặt giúp ký ức của Mod quay lại. Mà hình như cái cơ bắp trên người cậu hơi sai sai á, đầu nắm ơi, ký ức gì mà khôn vậy cha. Mogami cuối cùng đã thất bại trong việc khiến cho Mod trở nên sa ngã. Sức mạnh của cậu giờ đã đạt mốc 99%. Chỉ với vài động tác, tay cậu đã quét tan vòng hồn ác linh của ông ấy.
Tiếp đó, một ác linh to lớn với sức mạnh vượt trội hơn hẳn những tên trước đây tấn công áp đảo Mod hoàn toàn. Những tiếng hét bi thảm của rất nhiều người đang hiện diện trong thế giới của Mogami. Mod lúc này nhớ đến lý do mà cậu đến nơi này. Sức mạnh mất kiểm soát 100% bùng nổ giúp cậu có thể hoàn tất việc cứu một người duy nhất. Mod hoàn toàn áp đảo tên Mogami, sức mạnh tiềm ẩn bên trong trái tim cậu trỗi dậy tiêu diệt ông ta. Mogami nhận ra khi mất kiểm soát, Mod như trở thành một con người hoàn toàn khác với ngưỡng sức mạnh đáng sợ ấy. Du hạ được Mogami nhưng mà những tên ác linh liên tục lao đến tấn công cậu với sức mạnh khủng khiếp. Lúc này cơ thể của Mod trở nên vượt bậc hơn với dạng linh hồn thật sự. Sức mạnh to lớn giúp cậu tỉnh lại sau khi quét tan tất cả các ác linh ở thế giới của Mogami. Linh hồn ông ta thoát ra liền bị Matsuo, người điều khiển ác linh thuộc chi bộ số 7 của tổ chức Claw lúc trước tóm lấy. Anh ấy cũng nhanh chóng rời đi khỏi đó. Bố của cô bé hiện đang được chữa trị sau vết thương, tưởng chừng như là đã cướp đi mạng sống của ông ấy. Ông bố này chuyển một khoản tiền khổng lồ vào giáo phái nhà ngoại cảm, đau lắm. Tập 6, tập này nói về việc Mod tạm gác việc chữ tà với thầy Regan sang một bên để suy nghĩ về cuộc sống riêng của mình sau khi cãi vã với thầy Regan. Các bạn có thể xem trực tiếp để biết rõ hơn nhé, tụi mình sẽ bỏ qua vì nó ngoài chuyện. Và đây là tập 7. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm đi lừa đảo mọi người thì thầy Regan đã trở thành nhà ngoại cảm được lên TV. Ở lần công chiếu này, các nhà ngoại cảm sẽ sử dụng khả năng của mình trừ tà cho một cậu bé bị ác linh nhập vào người khi chơi cầu cơ. Ông Zoro, chủ tịch Liên minh Tâm linh Mặt trời lần trước bị bẻ mặt khi đối đầu với Mogami thì nay đã có cớ để trả thù thầy Regan. Ông ấy cố sắp xếp để mời thầy của Mod lên trừ tà đầu tiên. Dù không có khả năng gì của một nhà ngoại cảm nhưng mà thầy ấy vẫn diễn hết sức là tự nhiên. Rồi, các chiêu tối thượng của ông thầy cũng được đem ra ngay trên sóng truyền hình, nào là rắc muối, nào là cú đấm muối, nhưng mà 30 phút trôi qua vẫn chưa có gì tiến triển cả. Tiếp đó, do hết thời gian và đến lượt của nhà ngoại cảm Zoro, ông ấy phán một câu sinh rờn, đó là cậu bé chỉ diễn thôi chứ làm gì có ai nhập. Rồi ông thầy Regan tới công chuyện không biết trốn ở đâu để rửa hết cái nỗi nhục này, thế là sự nghiệp của nhà ngoại cảm vĩ đại Regan xem như chấm hết. Kể từ đó, những tai tiếng về nhà ngoại cảm tồi tệ nhất liên tục bị lan truyền khắp nơi trên mạng xã hội. Các phóng viên thì săn đón thầy Regan vì hiện tại thầy là tâm điểm của truyền thông trong nước và quốc tế. Sau khi nhận được lá thư từ mẹ của mình, thầy Regan quyết định mở họp báo công khai tất cả. Rất nhiều câu hỏi hóc búa được đặt ra nhưng mà thầy ấy vẫn trả lời chúng một cách trọn vẹn, mặc dù câu trả lời khiến những người phóng viên không hài lòng cho lắm. Thầy bình tâm suy nghĩ về bản thân lúc mới nghỉ việc làm công ăn lương. Khi ấy, điều mà khiến cho Regan đến với công việc của một nhà ngoại cảm chính là một mẫu quảng cáo để kiếm tiền nhanh chóng trên báo. Sau khi vào nghề được khoảng một năm thì thầy đã quyết định bỏ việc nhà ngoại cảm, nhưng mà lần gặp Mod khiến cho mọi thứ thay đổi toàn bộ. Thầy Regan lúc này rất hối hận về những gì từng làm với cậu bé. Tất cả mọi thứ cho đến hiện tại thầy vẫn đang lợi dụng cậu ấy để kiếm tiền. Bất chợt một cơn địa chấn dữ dội khiến buổi họp báo náo loạn. Tất cả máy quay và micro bay lơ lửng trên không trung. Mọi người đều nghĩ là do năng lực của thầy Regan gây ra. Ai ngờ là Mod tìm đến giải vây cho thầy. Qua trò chuyện, Regan biết được cậu bé đầu nắm này luôn xem thầy là một người tốt. Tập 8. Mezato hoạt động rất chăm chỉ xây dựng giáo phái nhà ngoại cảm đầu nắm. Hiện đã có hơn 700 thành viên dù họ không biết người sáng lập là ai cả. Tòa nhà rộng lớn được chọn làm địa điểm tập trung được mua bởi nguồn tiền quyên góp ẩn danh. Cô ấy nghĩ rằng chỉ cần Mod xuất hiện, giáo phái này sẽ phát triển vượt bậc hơn nữa. Mezato tìm đến Mod yêu cầu cậu hãy sử dụng linh lực của bản thân trong cuộc thi Marathon để ra mắt những người trong giáo phái đầu nắm. Vì trước đó họ đã biết được huy hiệu của trường cấp 2 cậu đang theo học tại buổi họp báo của thầy Regan. Còn về phần Mod thì cậu sẽ tham dự giải Marathon và quyết tâm giành top 10 để tỏ tình với Tsubomi. Tenga cũng ủng hộ cho thủ lĩnh mới của trường bằng việc tặng cậu đôi giày mới vừa mua. À, đó là do mua nhầm sai ổng mới tặng chứ không có tốt lành gì đâu nha. Thầy Regan biết được Mod sắp tham gia vào cuộc thi chạy quan trọng nên là đành gác việc làm thêm để cậu có thể chuyên tâm luyện tập. Mod tập luyện rất chăm chỉ dưới sự hỗ trợ từ mọi người. Còn về việc trừ tà thì thầy Regan sắp xếp cho Ritsu và Taro đến giúp một tay. Nhưng đột nhiên, Tsubomi và cô bạn cùng lớp của cô ấy xuất hiện tại văn phòng tư vấn tâm linh để tư vấn chuyện tình cảm. Từ đó, Tsubomi Bro của Mod đã biết được rằng cậu ấy từng làm việc ở đây, bởi vì trong phòng có đầy ảnh dán của ổng lên tường á. Cô ấy mới thử xem khả năng lừa đảo của thầy Regan cao như thế nào nên bèn bị chuyện cô thích anh chàng trường khác. Nhưng vô tình việc này khiến cho Ritsu nghe được nên vô cùng lo lắng cho anh trai. Rất nhanh buổi thi chạy đã đến. Ngay khi vừa bắt đầu thì Mod bị ngã và chân cậu chảy máu. Dù vậy nhưng mà cậu vẫn tiếp tục đứng lên trước sự cổ vũ của mọi người. Thầy Regan chạy theo sát bên cạnh để ủng hộ cậu ấy. Nhưng mà cuối cùng thì cha nội này ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại cậu biết được là em trai Ritsu đạt hạng chính nên cũng vui được chút. Tại nhà bố mẹ đang chuẩn bị món ngon để cho Mod trở về thì cậu nhóc tóc cam tên là Su trong tổ chức Claw tìm đến. Ritsu nhận ra cậu ấy chính là người đã tấn công cậu khi ở chi bộ số 7. Nhưng mà mọi chuyện đã quá muộn rồi. Khi Mod quay về thì căn nhà cậu đã bốc cháy dữ dội. Cậu dùng linh lực của bản thân tiến thẳng vào trong một cách vô hồn. Khi ấy Mod vẫn cố trấn an bản thân rằng nhà cậu sẽ an toàn. Vì bố cậu trước giờ là người rất nghiêm khắc, mẹ cậu thì luôn cẩn thận với lửa, vả lại còn Ritsu ở nhà. Nhưng mà khi mở cánh cửa phòng ấy, những xác chết đang bốc cháy dữ dội.
Mó liền mất kiểm soát bản thân khi sức mạnh đạt đến cực hạn vượt ngưỡng 100%. Tập 9. Mó lúng cho rằng đó chỉ là xác chết giả do linh lực của kẻ địch tạo ra nhằm đánh lạc hướng Mó, một năng lực cực mạnh bùng nổ tỏa ra khắp thị trấn. Như một thiên thạch dữ dội, Mó bay thẳng từ bầu trời xuống chắn đường đi của bọn nhà ngoại cảm. Thoru cũng đã bị một nhà ngoại cảm khác tấn công. Trong lúc đó thì đầu nấm đã dựng tóc lên tẩn cho một tên ngoại cảm bay xa hàng trăm mét. Tiếp đó tên côn đồ cũng đã bị Mó đấm những cú chơi dán khiến cho hắn nằm xả lai ra đất. Qua thông tin, cậu biết được họ chỉ đang trên đường đến nhà cậu thôi và kẻ thật sự vẫn chưa có tung tích gì cả. Đột nhiên, hai nhà ngoại cảm ở chi bộ số 7 thuộc tổ chức Color xuất hiện đưa Mó đến gặp thầy Regan và các bạn của cậu. Dù trước đây những thủ lĩnh mặt sẹo ở chi bộ số 7 là đối thủ của Mó, mà giờ họ đã trở thành đồng minh để chống lại tổ chức Color. Má Lấm kể lại tất cả mọi chuyện với mọi người. Thầy Regan biết được những xác chết cháy là do Má Lấm nghĩ ra để giúp Mó bình tĩnh hơn. Thầy ấy cũng đã đi đến an ủi và khẳng định rằng người nhà cậu vẫn còn sống khiến cậu ngừng lo lắng và ngất đi. Thero đi đến sau khi hạ gục tên nhà ngoại cảm. Sau màn tra tấn nhấn nước thì hắn cũng đã khai ra ông chồng của Color hiện đã chiêu mộ đủ số những nhà ngoại cảm mạnh nhất thế giới để bắt đầu cho kế hoạch thống trị thế giới. Tại hang ổ của tổ chức Color, ông chồng Shuyuki Toichiro đang triển khai kế hoạch thống trị thế giới. Trợ thủ đắc lực của ông ta thuộc ngũ quái Hattori dùng linh lực kết nối với tất cả kênh truyền hình để phát trực tiếp cuộc tấn công phá hủy đất nước này. Sau khi xem được thông tin từ bố mình, Sho quyết định ngăn ông ấy lại. Bố mẹ của Mod vẫn an toàn, đang được chăm sóc đặc biệt tại khách sạn mà con trai ông chùm đã sắp xếp. Ritsu liền an tâm và đồng ý tham gia hỗ trợ cậu ấy. Phía bên trong tổ chức Color, kế hoạch được đưa ra cho các thành viên là mỗi người dùng linh lực sẽ phải hạ được 1.000 quân nhân có trang bị vũ trang. Những nhà ngoại cảm của chính phủ đã nổi dậy tấn công từ bên trong. Dù đã cố gắng hết sức nhưng mà họ vẫn bị nhóm ngũ quái của ông chùm tiêu diệt. Với sức mạnh áp đảo hơn hẳn những nhà ngoại cảm của chính phủ, chúng đã lấy lại thế trận từ bên trong tổ chức. Tại buổi phát biểu của thủ tướng chính phủ, Shimazaki thuộc ngũ quái đã tấn công đến. Dù được trang bị an ninh rất chặt chẽ nhưng mà súng đạn không thể trúng được vào người của hắn. Trong chớp mắt, hắn đã bắt được thủ tướng bằng chiêu dịch chuyển tức thời. Taro cũng kịp thời đến đó tấn công hắn nhằm giải cứu thủ tướng, nhưng mà sức mạnh của Shimazaki áp đảo hoàn toàn. Hắn ta hạ gục cậu chỉ sau vài đòn tấn công kết hợp với dịch chuyển tức thời. Tập 10. Tổ chức khủng bố Color lúc này chiếm lấy tháp văn hóa làm nơi ẩn náu sau khi bắt thủ tướng chính phủ làm con tin. Taro vẫn an toàn sau lần chạm trán với thủ lĩnh Shimazaki thuộc ngũ quái. Từ trước đến giờ cậu luôn nghĩ rằng bản thân rất mạnh mẽ, nhưng mà sau lần này khả năng chống lại Color là rất mong manh. Đội quân của chính phủ bao vây tháp văn hóa để tấn công, nhưng mà sức mạnh của những nhà ngoại cảm nhân tạo khủng khiếp hơn những gì họ tưởng tượng ra được. Cả tòa nhà cao lớn còn bị chúng nhấc bổng lên như là một thứ đồ chơi. Chẳng mấy chốc thành phố đã bị phá hủy phần lớn. Thargen tức giận tột độ khi công ty bảo hiểm không chịu chi trả cho văn phòng bị cháy của thầy ấy. Đến nước này thầy chỉ còn cách làm chỉ huy của nhóm tấn công thẳng vào tổ chức của Color. Bên phía của Sho và Ritsu cũng dễ dàng hạ được đám lâu la phía dưới tòa tháp. Đột nhiên Minagishi, thủ lĩnh thuộc ngũ quái, xuất hiện. Hắn là một bậc thầy trong việc thao túng thực vật. Để cầm chân cho Sho chống lại bố mình thì ba người thuộc hạ của cậu đã ở lại chiến đấu. Bên phía đội quân của Regan thì đang chủ động tạo đợt tấn công giả đến lạc hướng chúng. Ba người thuộc hạ của Sho quyết liệt chống trả tên Minagishi. Đội hình ba người vô cùng hoàn hảo khi mà có một người tấn công, một bảo vệ và một người chữa lành. Lúc này thì Mob vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Regan phát hiện ra có kẻ xâm nhập vào căn cứ nên lập tức trốn đi. Dù vậy nhưng mà thầy vẫn bị chúng tìm được. Bằng trí thông minh của mình, thầy Regan đánh lừa chúng khi xịt lọ thuốc chống trả nhà ngoại cảm khiến cả đám ngất đi. Nhưng mà tên cơ bắp cuồn cuộn thuộc thủ lĩnh ngũ quái đã tỉnh dậy không lâu sau đó. Hắn tấn công khiến cho thầy Regan suýt mất mạng. Trong lúc nguy hiểm đến Mót, Má Lấm liền nhập vào người cậu ấy, né đi những đòn tấn công như trời giáng của hắn ta, sẵn đập cho tên tàu sát này vài cú rồi bỏ chạy. Đội quân Fitro dẫn đầu đã bị nhóm thủ lĩnh mặt sẹo ở chi bộ số 4 tìm ra. Ông Terada liền trở mặt khi nói rằng ông chỉ giả vờ chống lại Color khiến cho mọi người hoảng hốt. Ba người thuộc hạ của Sho cũng nhanh chóng bị sức mạnh của Minagishi hạ gục hoàn toàn. Ở phía khác, Shimazaki phát hiện ra cánh quân thứ hai của Terragan phía dưới khu vực cống ngầm. Mà Lấm lúc này cũng thành công trà trộn vào đám đông, nhưng mà khi thấy Tsubomi gặp nguy hiểm, ông đã lao ra đỡ đòn và kết quả bị đánh văng ra khỏi người của Mob. Cậu ấy cũng may mắn khi được thành viên trong câu lạc bộ thể hình đỡ lấy. Tên cơ bắp tìm đến tấn công quyết tan những người ở câu lạc bộ thể hình chỉ với vài động tác. Trong giây phút Mod gặp nguy hiểm thì trưởng câu lạc bộ liền lao đến đỡ đòn cho cậu ấy. Mà Lấm nhân cơ hội này nhập vào người anh ấy để tận dụng đống cơ bắp do rèn luyện mà để tẩn cho hắn một trận. Tất nhiên, đồ thật thì vẫn thắng đồ rép 1-1. Trong lúc cả nhóm đang vui mừng thì tên thủ lĩnh ngũ quái tỉnh dậy lao đến. Nhưng mà may mắn là Mó ra tay hạ gục hắn hoàn toàn. Su và Ritsu cũng đã đến được phía dưới tòa tháp văn hóa. Cậu ấy quyết tâm đứng ra ngăn chặn bố mình lại. Tập 11. Đội quân của Taro dẫn đầu dễ dàng hợp sức hạ gục đi tên cuối cùng trong đợt tấn công của tổ chức Color. Tarada thành công lừa được chúng vì hiện tại ông đã không còn ý định quay lại với Color. Shimazaki sau khi hạ gục một nhánh tấn công của thầy Regan thì liền quay sang chặn đường Su và Ritsu.
Dù biết rằng đối thủ trước mặt là người thủ lĩnh ngũ quái mạnh nhất trong tổ chức Kala, nhưng mà em trai của Mod vẫn cố hết sức chặn đường hắn cho Su xông thẳng vào trong tòa tháp. Không hổ danh là người thuộc ngũ quái, hắn liên tục tấn công áp đảo Rick Su hoàn toàn. Su cũng nhanh chóng hạ được một tên thủ lĩnh và chạy thẳng lên tầng trên cùng. Những tên lâu la của Kala lợi dụng tình hình hỗn loạn cướp bóc khắp nơi, nhưng xui cho tụi nó là gặp phải cái thằng đầu nắm này. Minagishi cũng xuất hiện dùng thực vật tấn công liên tục, những tên lâu la cũng hợp sức tấn công khiến cho anh chàng đầu nắm gặp khó khăn không ít. Phía Ritsu dù đã bị đánh cho sắp mặt nhưng mà cậu vẫn quyết không đầu hàng Shimajaki. Trong tình huống vô cùng tồi tệ thì những thủ lĩnh mặt sẹo trong nhánh của Taro xuất hiện tấn công hắn. Dù cho có lợi thế về người nhưng mà sức mạnh chênh lệch giữa Shimajaki và họ rất lớn. Hắn ta ở một đẳng cấp hoàn toàn vượt trội hơn những người còn lại, liên tục bị trúng đòn khiến cho những nhà ngoại cảm bên phía của thầy Dragon bị thương nghiêm trọng. Mới lúc này cũng cảm nhận được sức mạnh to lớn khi đối đầu với ngũ quái Minagishi. Ngay lúc đó, thủ lĩnh thuộc chi bộ số 7 Matsuo kẻ điều khiển ác linh đến yểm trợ cho Mod. Một đám ác linh khổng lồ được thả ra nhưng mà chúng đã dễ dàng bị Minagishi tiêu diệt. Lúc bất cẩn, chiếc bình nhỏ rơi ra khiến cho Matsuo hốt hoảng. Anh van xin tên lâu la đừng mở nhưng mà tất cả đã quá muộn. Những linh hồn xấu xa gần đó ngay lập tức bị thứ bên trong chiếc bình hút lấy linh lực. Ác linh tối thượng Mogami đã được tự do sau khi chiếc bình phong ấn bị phá hủy. Hắn tóm lấy Minagishi dễ dàng như một món đồ chơi nhỏ bé. Mod liền ra sức cầu xin ông ấy hãy tha mạng cho hắn và được Mogami đồng ý. Trước khi đi, ông khuyên cậu vài lời khiến cho Mod trưởng thành hơn nữa. Con Su thì trầm mặc với bố cậu ấy, nhưng mà sức mạnh của Toichiro áp đảo hoàn toàn con trai. Những đòn tấn công cực mạnh của ông bố nhắm vào con trai của mình, tưởng chừng như Su đã chiến thắng khi mà cậu tung đòn bom nén với uy lực tích tụ suốt 3 tháng qua thẳng vào người ông bố. Nhưng mà Sarijawa thuộc hạ thân cận đã chặn đòn tấn công ấy dễ dàng. Để đáp lại sức mạnh tích tụ 3 tháng của con trai, Toichiro liền tung ra năng lực mà ông ấy đã tích tụ suốt 20 năm qua cho Su nếm thử. Về phía đội tấn công của Tyragen thì chẳng có gì tiến triển hơn khi mà liên tục bị Shimajaki áp đảo. Taro cũng bị đập cho ra bã khi đối đầu với hắn. Nhưng sau cùng, Taro đã nắm được hướng di chuyển của Shimajaki, hậu lực ngược tình thế khi mà hắn không thể tập trung được nữa. Lợi dụng thời cơ đó, cả đám thủ lĩnh mặt sẹo đập cho hắn một trận nhớ đời. Tưởng chừng như Shimajaki đã thua thì hắn liền tập trung 100% sức mạnh vào các nhà ngoại cảm. Kỹ năng nhãn trí khiến hắn vượt trội hơn bao giờ hết. Từng người trong nhánh tấn công của Dragon bị tung một đòn chơi giáng vào mặt. Ngay lúc đó thì một linh lực cực mạnh xuất hiện khiến cho Shimajaki lo lắng. Mod đi đến khiến hắn mất tập trung thì Tyragen liền đánh lén đập cho hắn một trận như tử. Shimajaki ngạc nhiên khi mà nhãn trí của hắn không thể phát hiện ra thầy ấy, tại ổng có phải nhà ngoại cảm đâu cha nội ơi. Hắn càng hốt hoảng hơn khi mà mọi người gọi ổng là thầy nên đành rút lui. Ritsu cũng đi đến thông báo rằng bố mẹ họ vẫn an toàn, điều này làm cho Mod an tâm hơn. Một mình cậu sẽ tiến vào bên trong tòa tháp để chặn ông trùm tổ chức Kala lại. Tập 12. Ngay khi tiến vào trong, Mod liền chạm mặt với Sarijawa. Khi đó anh ấy kể lại rằng 3 năm trước khi mà cuộc đời anh trong lúc tối tăm nhất thì ông trùm đã tìm đến và đưa anh ấy ra khỏi căn phòng đen tối ấy. Sarijawa có một sức mạnh linh lực vượt bậc khiến anh ấy không thể kiểm soát chúng. Chiếc ô mà Toichiro đưa cho anh ấy đã giúp cho anh ấy có thể kiềm chế sức mạnh và hòa nhập với cộng đồng. Mod dù ra sức khuyên ngăn hết lời nhưng mà vẫn không thể giúp anh ấy quay lại. Hai người họ lao vào nhau tấn công quyết liệt nhưng mà cậu đã lợi dụng tình cảm của Sarijawa tước đi chiếc dù của anh ấy. Ngay khi mất đi chiếc dù, thủ lĩnh thuộc ngũ quái đã mất kiểm soát năng lượng. Trước đây anh cũng từng mất kiểm soát và nhấc bổng mẹ của mình lên. Sarijawa tung hết sức ra đòn quyết định lên người Mod nhưng mà những năng lực này được cậu ấy hút lấy và cảm nhận được sự đau buồn của anh ấy. Tiếp đó, Mod trả lại năng lượng cho Sarijawa khiến anh ấy nhận ra trước đây cậu cũng từng sống trong đau khổ tột cùng. Hai hoàn cảnh giống hệt nhau đã khiến cho họ trở thành bạn và ghét lại trận chiến. Phía trên tòa tháp, Ritsu cũng đã biết được năng lực thực sự của bố cậu chính là hấp thụ năng lượng linh lực từ các nhà ngoại cảm và ông ấy cũng có thể chia sẻ năng lực cho bất cứ ai. Ngay khi chúng không còn giá trị nữa thì Toichiro sẽ lấy lại năng lực đó. Trong lúc nguy hiểm tột cùng với Su thì Mod xuất hiện. Ông trùm biết được rằng Sarijawa trợ thủ đắc lực của ông ấy đã từ bỏ con đường tàn ác này. Su cảnh báo về nguồn năng lực tích trữ cực mạnh của bố mình và khả năng của ông nhưng mà Mod hiện tại cũng có thể chia sẻ năng lực của bản thân. Ngay lập tức ông trùm xem cậu chính là đối thủ của mình nên liền tấn công. Mod đã tung ra đòn tấn công đầu tiên và cậu cảm nhận được sức mạnh của Toichiro vượt trội hơn tất cả những gì cậu thấy trước đây. Cậu liên tục bị ông trùm đập những đòn chơi giáng vào người. Ngay lúc đó thì thầy Regen đã xuất hiện. Dù không có linh lực gì cả nhưng mà thầy vẫn quyết tâm đến đấm vào mặt của Toichiro nhưng mà hắn đã né được. Ông trùm tức giận tung đòn chí mạng quyết giết chết Regen. Sarijawa đã đỡ kịp đòn lúc ấy. Chiếc ô của anh này cũng đã bị phá hủy hoàn toàn sau sức mạnh hủy diệt của ông trùm. Mod đã đạt đến sức mạnh lên đến 100% nhưng mà Sarijawa cùng thầy Dragon bị tấn công bay thẳng xuống tòa tháp. Minagishi cũng đứng ra giúp đỡ họ tiếp đất an toàn. Mod dùng sức mạnh của bản thân lao đến nhưng mà chỉ với 10% sức mạnh, Toichiro đã đập cậu một cú cực mạnh. Điều này vô cùng kích hoạt tăng thêm sức mạnh cho cậu ấy. Linh lực vượt trội của Mod lúc này nhấc bổng tòa tháp to lớn lơ lửng một cách dễ dàng. Tập 13. Hiện tại Mod có thể giải phóng sức mạnh như cậu ấy mong muốn. Toichiro cũng tung ra 20% sức mạnh để chiến đấu cùng đối thủ.
Cả hai đều đang bị sức mạnh lấn át lý trí, nhưng mà tiếng gọi của Rishu đã khiến cho Mod nhận ra suýt chút bản thân cậu đã chìm đắm vào sức mạnh. Toichiro nghiêm túc hơn nữa khi mà xuất ra 50% sức mạnh để đối đầu với Mod, nhưng mà cậu ấy hiểu được thế giới đơn độc trong người ông trùm nên là không muốn làm hại ông ấy. Vì Toichiro liên tục tấn công nên là Mod tạo ra một đòn đánh hình cầu cực mạnh tấn công ông ấy. Mọi người tưởng chừng như là ông trùm đã bị tiêu diệt, nhưng Su nhận thấy sức mạnh của ông ấy đã thay đổi. Một sức mạnh cực lớn áp đảo Mod hoàn toàn. Số đòn vừa rồi cậu đã không còn đủ sức để chống trả nữa. Tiếp đó những đòn với uy lực khổng lồ nhắm thẳng vào Mod. Ngay lúc này sức mạnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả hai người họ. Cơ thể ông trùm xuất ra 100% sức mạnh khiến ông ấy biến đổi hoàn toàn. Một cơ thể của ác quỷ mang trong mình sức mạnh vượt bậc ăn miếng chạm miếng với Mod. Cậu nhận ra nguồn sức mạnh khổng lồ của Toichiro sẽ nhanh chóng phát nổ nên là yêu cầu mọi người rời đi. Trong lặng lẽ cậu đã quay trở lại để ngăn chặn uy lực của vụ nổ. Điều này làm cho Toichiro nhớ đến người vợ của mình. Cô ấy đã tranh cãi và rời bỏ ông ấy khi mà quan điểm của ông luôn tin vào sức mạnh là tuyệt đối. Mới lúc này đang cố hấp thụ năng lượng to lớn của Toichiro vào người. Một vụ nổ cực lớn tạo ra một dư chấn bao quanh khu vực. Cậu cũng đã tỉnh lại an toàn. Mọi người đã đến đưa Mod rời khỏi đó. Ở giữa thành phố xuất hiện một cái cây khổng lồ. Mọi người đều tin rằng đó là do nhà ngoại cảm đầu nắm tạo ra. Sarijawa và Su cũng tạm biệt ông chồng khi chính phủ đã ra lệnh bắt giam ông. Người con yêu quý của ông đã nói rằng mẹ cậu luôn chờ đợi để tha thứ cho Toichiro. Tại văn phòng tư vấn tâm linh của thầy Regen, Mod chợt nhớ đến cái lỗ trên áo cậu là bịch hạt giống bông cải xanh. Nó đã hấp thụ năng lượng cực mạnh của ông chồng Cloud và phát triển khổng lồ như vậy. Sarijawa cũng tìm đến xin việc làm thêm tại văn phòng của thầy Regen. Và series này đến đây là hết rồi. Mọi người thấy cái kết của bộ phim này như thế nào nhỉ? Mình thấy nó cứ sao sao ấy. Thôi thì chúng ta tìm một bộ phim khác hen. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye bye và hẹn gặp lại.